Đây là khu nhà của 9m này, khu homestay ở trên đỉnh Tam Đảo, tức là chưa gần đến thị trấn Tam Đảo. Đấy, các cái homestay này được cấu trúc toàn bộ bằng bạt, gỗ keo và dưới là thép hộp. Này thì cấu tạo toàn bộ bằng tôn này, tôn sơn lại. Đấy. Sàn thì được cấu tạo tấm sơn bóp của Thái chống thấm. Chả có một chút cảnh quan nào nhưng vẫn đẹp. Bởi vì đơn giản là nằm trên đỉnh Tam Đảo và nhìn xuống một cái thung lũng núi và mây này. Đấy, trắng xóa luôn. Còn đây, đấy, còn đây là cái con đường nhỏ, hệ thống điện buổi tối này. Đây là cái quán cà phê dưới. Đây các căn này, cấu tạo chỉ là lớp bạt này. Ván gỗ ép. Trời ạ, không có gì hơn. Thật ngạc nhiên. Đây tất cả căn này gần không nhìn được hoa luôn này. Nhà hậu cần. Mày các cái nhà này là nhà chữ A nhỏ và nhà chữ A lớn. Nhà chữ A nhỏ thì dành cho 4 người nó, còn nhà chữ A lớn thì dành cho 6 người. Đấy. Theo như chúng tôi quan sát thì cũng không có một bất cứ một cái nhà nào mà nó có cái hệ thống điều hòa cả. Có lẽ là bởi vì là khí hậu trên Tam Đảo nó rất là mát. Đấy, toàn bộ hệ thống cầu thang làm một tấm sân bát này. Sân bát. Đây là những cái căn chữ A lớn này. Ở 6 người. À, còn đây là cái cầu của Sunroof. Cầu Sunroof đang làm để lối vào cái khu du lịch resort của Sunroof trên đỉnh Tam Đảo. Đấy, có lẽ là bên kia ngọn núi kìa. Đây là quán cà phê của 9m này. Đó. Đây khu cà phê 9m. À. Giờ anh em ra tham quan ở phía ngoài cái khung cảnh tí. Mặt không nhìn thấy. À còn đây là bạn Elite Nguyễn Hằng, chủ của khu Lakeside Garden đây. Đấy.
vừa nhìn thấy một thanh liên chui ra. Cho anh một cái cà phê lâu về. Hả? Em muốn lâu đi nên bác sĩ bảo. Lâu đi. Em đợi chút nhá. Đây mình có bao nhiêu phòng em? Nhà em có 21. 21 phòng à? Ok. Bluetooth mode.